phải là sớm sủa phết nhè. Ngày cuối tuần. Ok, quay trở lại với game đấu giữa Team Spirit và Vega Squadron thì chúng ta đã được nhìn thấy bên phía Team Spirit họ rất là ngại con Earth Spirit của Soneko rồi. Vâng, thậm chí là còn ban cả một con Darkseer nữa, tránh cho Mark cầm được những con mà anh ta cảm thấy thuận tay. Bên phía Vega thì loại bỏ đi Slada cũng như là Lodrui. Sẽ là một Underlord dành cho Team Spirit. Vega đang có một cái lượt dual pick đây. Dual pick này sẽ hướng đến những con hero theo kiểu Luna, Shadow Demon hay không. Khi mà Lodrui cũng bị loại bỏ, Slada bị loại bỏ, Ember Spirit vẫn còn. Vâng, Ogre Magi dành cho Vega và Weaver. Ogre Magi và Weaver. Và ngay lập tức là Team Spirit lại sử dụng Luna. Lại sử dụng một con Luna có vẻ như là Luna là một con hero mà BGG anh ta cảm thấy thuận tay khi được cầm. Nhưng mà con Luna trong đầu trước nó cũng không thực sự là tỏ ra hiệu quả lắm. Cái bài Underlord Luna tôi ok, trói qua trói lại Luna có thể burst dam tốt với Moonglaive, nhưng mà Luna ít đồ quá thì burst dam cũng không được nhanh. À, có một cái nữa mà mình muốn thông báo với anh em là sắp đến ngày 14 tháng 2 Valentine rồi thì có bọn mình có tổ chức một cái event nhỏ, rất là nhỏ thôi. Lại là cái event nhắn gửi lời yêu thương kèm theo một cái bài hát hay là một cái gì đấy. Quà cáp bài hát bài hùng gì quà chắc bọn mình cũng không gửi tận đến tay được, nhưng mà sẽ gửi theo kiểu tinh thần. Lời nhắn này, bài hát các thứ. Thì anh em tối đêm ngày 14 tháng 2 mà không đi đâu, muốn gửi lời tỏ tình đến những cái người mà mình đang thầm thương trộm nhớ hay gì đấy. Thì đấy, bọn mình có một cái event như thế, mình cũng đã post link lên trên kênh chat rồi. Anh em lời nhắn, lời nhủng cứ thế gửi vào. Bọn mình sẽ gọi điện đến tận nơi. Rồi nhắn những cái lời mà anh em gửi vào trong đấy. Chẳng hạn như là ai tỏ tình với tôi cũng được, bạn nữ nào tỏ tình với tôi cũng gửi vào. Bạn nữ nào tỏ tình với ông Mỹ cũng gửi vào. Bạn nam nào tỏ tình với Mimosa thì cũng gửi vào. Gần như là tất cả sẽ được đọc ở trên kênh 23 Creative vào tối ngày 14 tháng 2. Dự kiến là phát sóng khoảng tầm 8 đến 9 giờ gì đó. 21 giờ đúng rồi, 9 giờ tối ngày 14 tháng 2. Ok, quay trở lại với game đấu. Team Spirit lựa chọn một combo khá là lâu rồi và IO Tiny. Bên phía Vega thì đa số Ranger trông có vẻ như là Vega ăn game 2 quá. Trời ơi, trời ơi, liệu bây giờ Bet còn kịp không? Trông rất giống Vega ăn game 2. Ben dành cho bên phía Team Spirit. Ben pick cái game này rất nhanh. Ben đi Clockwork, Ben đi Sniper, Ben đi Puck. Pick cho mình IO Tiny bên. Bên phía Vega thì loại bỏ Chen, Tinker và Nhện. Một con Brute Mother. Pick cho mình Dazzle, Raw Ranger và sẽ đến một cái lượt pick cuối cùng. Ôi, khóa mất đấy rồi. Khóa mất game 2. Không bet kịp rồi. Thôi vậy. Và lượt pick cuối cùng ở vị trí đi mid sẽ là hero gì đây? Bên phía Team Spirit có một cái duo mid rất khỏe. Thực sự là phải nói là khá khỏe. Nào, last pick. Last pick. Bây giờ pick hero gì đi mid được? Wow, Devourer, ok, một lựa chọn khá thông minh. Một lựa chọn phải nói là thông minh. Our Devourer dành cho bên phía Team Vega.
xem lại clip anh Hưng lấy tinh thần đấy. Thì nếu ông muốn xem lại những cái clip, những cái dịp như thế thì cứ gửi lời nhắn đi. Bạn nào muốn tỏ tình hộ thì bọn mình cũng nhận luôn. Đây là còn miễn phí nha, mà còn được phát sóng trước hàng nghìn người xem, không phải là đùa đâu. Anh ông nào giỏi văn bố lên trên này thì lại còn được anh em hưởng ứng nữa. Nhưng mà cẩn thận nhá, cẩn thận link Facebook các thứ là phải kín vào. Chắc chắn là bọn mình cũng sẽ giữ kín rồi, nhưng mà giữ thế nào cho kín, không lại bị đập chậu cướp hoa. Mấy bài báo gần đây ở trên Facebook tôi thấy xe mầm toàn đập chậu cướp hoa thôi, nghe sợ lắm. Rồi chúng ta sẽ đến với game đấu giữa team Vega và team Spirit trong khuôn khổ giải đấu DAC năm 2017. Và đây sẽ là game đấu thứ hai, quyết định xem là Spirit họ liệu có còn níu kéo được cái giải đấu này đến game đấu thứ ba hay không, hay sẽ là phải chia tay và giải đấu ra về luôn. Vega với 9-2 không sẽ tiếp tục vào và gặp team Empire ở vòng trong. Chờ xem. Rồi, ngay lập tức là những cái tình huống di chuyển lên rất sâu đến từ các support, có thể cắm ward. Và Suneco anh ta cũng đã có được cho mình một tình huống cắm ward vào gần khu vực strike của bên phía đối thủ rồi. Còn bên phía team Spirit thì một cái ward ở lên cũng như là một cái ward ở mid, một ward lên top và một cái ward ở mid cũng đã được cắm ra. Cái lên off này là cái lên mà sẽ gần như cái lên bot này là gần như là cái lên mà không có một chút tầm nhìn nào đến từ các team cả, sẽ là tự lực cánh sinh thôi. Ông nào đánh hay hơn, thính giác chuẩn hơn thì ông ấy ăn. Trên này thì có một cái lê, có một cái Senchi cũng được cắm ra khá là sâu để có thể bắt chết cái con Weaver này của Mark. Anh ta cộng một điểm vào hút não, FNG cộng một điểm này vào, chắc là muốn dồn đam luôn, đúng rồi, dồn đam luôn ở Mark. Cái đam tay của bên thực sự ở đầu nó cũng rất là lớn và bắt đầu đấm rồi, đấm liên tục. Mark cố gắng, anh ta vẫn có được cho mình một Lacid, chuyển qua Lacid pháp sử dụng Tsukuchi, nhưng mà bên đấm tay thực sự là rất đau. Con này zoning lên thì không phải nói rồi, con hero rất đặc biệt, start bằng nhau, vâng, 22 strength, 22 agility, 22 intelligence. Cái này người chơi Dota nếu mà tìm hiểu một chút thì cũng sẽ biết con hero này nó có đặc tính như vậy, start lúc nào bằng nhau, hình như là gain per level bằng nhau, đúng rồi, 2.1 level một level, 2.1 một level, 2.1 một level, lên level thì start vẫn bằng nhau. Lên những item tăng stat khác thì tôi không biết, nhưng mà con này nếu như mà cởi chuông ở trần từ bây giờ level 25 thì lúc nào stat của nó cũng sẽ bằng nhau. Ở đây thì Sudeko đấm nhau đi cái Phobos xong, hai con hero châu chó đấm nhau, trông không biết là đấm đến bao giờ thì mới chết. Sudeko còn khá ít máu nhưng ta vẫn sẽ lùi về được thôi. Đừng hổ báo quá nhá, đi cái phố boss. Cái này nó gọi là một cái phủ, đúng không? Cái item cái con này cầm như kiểu một cái phủ ấy, không phải là một cái đao. Iceberg ở mid thì sẽ được hỗ trợ đến từ IO của Vanscore, nhưng mà không có nghĩa là anh ta không gặp khó khăn, bởi vì bên kia cũng sẽ làm một cái duo lên giữa team giữa hai người bên phía team Vega, đó là Sioma cũng như là G. Sioma với con đa rồi còn khó chịu hơn, với cả một cái lượng armor rất thấp đến từ con Tiny như này, những cái tình huống mà Tiny với lên để có thể Lacid Grip một cái bút máu thôi đưa ra vật lý vào, Tiny sẽ mất rất nhiều máu. Tiny là một con hero mà có lượng armor khởi điểm nó là bằng 0, trông rất buồn cười.
gần giống với con Doom. Con Doom thì là âm cơ, nhưng mà trên bảng hiển thị thì nó vẫn hiển thị là không. Thực chất là con Doom là nó bị âm armor. Ở đây có một cái double stack, và cái double stack này sẽ vâng không thành công ở stack dưới nhưng mà cũng thành công ở stack bên tay phải. Hai stack khá là to dành cho bên phía team Spirit. Rồi bắt đầu đánh nhau ở đây và Sioma phải nằm xuống rồi, một tình huống anh ta di chuyển hơi lỗi. Và đó là first blood dành cho Icebird. Hy vọng đây sẽ là một game mà team Spirit họ níu kéo được lại cơ hội DDAC của mình. Các thành viên trên này thì sao, Mark đang gặp rất nhiều nguy hiểm, một hit đánh tay cuối cùng của Luna thôi. Vâng, lần này thì Weaver không còn may mắn như cái lần đầu anh ta last hit được món creep nữa. Chắc chắn anh ta sẽ phải nằm xuống khi mà Tsukuchi đã được sử dụng và đang trong tình trạng cooldown. Hơi bị trái ngược so với game đấu thứ nhất. Game đấu thứ hai này thì bên phía team Spirit mới đang là những người giết nhiều hơn và vẫn đang là một con số không tròn trịa. Có vẻ như là Dota CS bây giờ nó hơi buồn cười một tí. Mình liên tục là teaser vào để có thể hỗ trợ cho Icebird. Ở cái kèo đấu mà con OD đi với con Tiny bình thường thôi, chắc chắn là Tiny không bao giờ có cửa. Thêm con IO, ok chấp, ta úp con bạn mày xuống. Sau đó thì tao đấm mày, bây giờ làm gì nhau. Hai con đứng cạnh nhau thì mất nhiều máu như nhau. Đấy thì cũng là một cái matchup khá là khó chịu. IO phải có một cái vị trí đứng khéo hơn. Bây giờ con AU Devourer này nó vẫn đang có được cái lượng CS tốt hơn so với cả con Tiny. 32 creep là con số farm mà Ranger đã đạt được ở giữa khu bot lane, và anh ta chuẩn bị có cho mình level 6 rồi. Lên khá nhiều item tăng stat như là Magic Wand, Power Chip cũng như là cầm sẵn một cái rau muống and Wood Branch. Rồi ở đây thì BDG đang bị dí vào, đang có lướt lên đến từ Mark. Anh ta chạm kịp vào người BDG trước khi mà Tsukuchi hết hạ. Vẫn đang có đánh nhau ở đây nhưng mà Sudoku lùi hơi sớm rồi. Mark sẽ phải nằm xuống, một tiếng đánh lỗi đến từ Sudoku không hiểu ý nhau. Đá bi liên tục vào mồm của Sudoku. Sẽ có cả Lucian Beam. Và thế là thôi, Team Spirit họ có mạng thứ tư. Ở đây thì Dizera cùng với cả Sonico đang có một tình huống smoke và họ muốn bắt được BGG, nhưng nên nhớ rằng ngay ở đằng sau đó là sự hỗ trợ đến từ LNG. Mark anh ta sẽ di chuyển vào với cả một cái Tsukuchi để có thể scout trước. Ở đây có những ai nào, tìm xem ở đây có những ai. Đó là một tiếng bắn bọ ra nhưng mà còn lâu mới chạm được đến người của BGG. Vâng, LNG sẽ là người hy sinh tính mạng để cho cái con Luna này nó có thể về. Bây giờ sẽ là một tình huống put trụ thẳng luôn đến từ bên phía của team Vega. Khi mà Kiến cũng đã cầm Blindstone rồi. Nào bắn một cái và trụ cho ông round dồn đam nhanh hơn thì làm sao. Cứ để bắn creep làm gì. Với cái thế trận như thế này thực sự là vẫn hơi khó đoán. Ok, chúng ta có thể nhìn thấy là team Spirit họ có thể có nhiều mạng hơn, nhưng mà cái khả năng push trụ của bên phía Vega cũng như là cái cách dồn đam của họ thực sự là rất là khó chịu. Dồn đam với Weaver, với những cái tình huống
bắn tay của Ranger đã được bắt một cái Bloodlust của con Overjai này lên, dồn đam vật lý đến từ hồi máu của Dazzle. Thực sự là rất khó cho những con hero mỏng manh về cái lượng giáp như là Tiny hay là Bên hay thậm chí là Io. Rồi Sioma vẫn chưa có giày, hơi tâm huyết quá với cả cái sự nghiệp support của mình, vẫn sẽ là cầm một Sentry, hai mảnh rau muống và hướng đến cho mình sẽ là một cái giày. Thời điểm này anh ta cần phải lên giày. Ở đây thì Iceberg sẽ lên cho mình một cái Blink, một cái 5 tiền rồi. Với Blink bắt chặt những con hero như kiểu là Dazzle hay là Ranger nó sẽ rất là dễ. Blink ra tót về phía đồng đội, sóng nó cứ đấm thôi. Ở đây thì có vẻ như là bên phía team Vega họ cũng đã đạt được mục đích rồi, ăn xong được một cái trụ và sẽ di chuyển về. Trên này thì BGG vẫn đang tiếp tục được nhả farm. Ok, Luna được nhả farm nghe có vẻ là nguy hiểm, nhưng mà thực ra anh ta network bây giờ thì cũng chỉ có 3k8 thôi, thậm chí là còn không bằng được cả hero đi mid bên phía team của mình, đó là con Tiny của Iceberg. Khi mà Iceberg được ăn rất là nhiều stack, Ranger không biết là anh ta farm kiểu gì, anh ta ăn trụ như thế nào. Tiền bây giờ cũng lên 4k7 rồi. Tiny bây giờ khả năng cao là đã có Blink rồi. Last hit xong con này nào. Ok, last hit xong con này có Blink. Tụ tập 4-5 ông đây làm gì? Ăn Roshan, muốn ăn Roshan đúng rồi. Cái kiểu trườn ra ngoài từ mang này sẽ là bắn bọ vào theo hướng này cho nó gọn, chắc chắn là sẽ không bị lộ. Nào bắn bọ đi chứ còn gì nữa. Bắn bọ vào nào. Bắn bọ vào đúng rồi, bắn theo hướng này sẽ không bị lộ. Bắn lên trên này thì mới bị lộ. Có pause vào đến từ FNG. Ok, bảo là lag nhưng mà để xem là FNG có ngửi thấy được cái mùi này không. Tao ngửi thấy có mùi gì đó, mùi làm tao đinh lên gì nó. Vâng, biết rồi, vâng, di chuyển vào, có đổ đá, có toss lên những Iceberg. Anh ta được, wow, được relocate ra ngoài. Bây giờ sẽ là Eclipse cũng như là chói đến từ Underlord. Một người nằm xuống rồi, Roshan còn quá ít máu. Ai sẽ là người có được cái con Roshan cũng như là Aegis of Immortal đây. Bây giờ sẽ là quay lại đến từ Iceberg, nhưng anh ta còn ít máu quá. Vẫn có một tình huống teaser vào BGG. Anh ta vẫn đang burst time, mặc vẫn đang cố gắng dồn nam vào trong Roshan. Nhưng mà BGG, anh ta snatch được Aegis of Immortal rồi, bóp thẳng cổ con kiến này. Ok, được bóp một từ chứ gì. Bên ngoài thì sao đây, G bị dồn nam vào. Sunny Eclipse được thả ra nhưng lượng đam vẫn là không đủ. Nhưng bây giờ thì có vẻ như bên phía team Spirit họ bắt đầu vỡ trận khi mà IO đã chết. BGG vẫn còn cho mình Aegis of Immortal, anh ta hoàn toàn có thể về được. Hai thành viên của bên phía team Spirit nằm xuống nhưng họ có được một chút gì đó lợi thế trong tình huống combat vừa rồi. Thực sự là như vậy, Aegis of Immortal không có tiền từ Roshan khi mà đó thì có Snatch. Nhưng cái lợi thế mà họ chiếm được chính là đẩy lùi được cái tốc độ, cái pace của bên phía team Vega. Vega bây giờ buộc phải đánh chậm lại nếu như không muốn thua. Deadbone nhưng không ăn được Roshan, bị giết, bị cướp Roshan, quá nguy hiểm. Thậm chí là Aegis of Immortal Luna còn chưa bị phá vỡ. Tình huống pause của FNG nó như một cái linh cảm gì đó, một tình huống pause mà thực sự phải nói cực kỳ tinh nhạy luôn. Anh ta pause card là con Tiny Blink thẳng vào Roshan, đóng đá, đổ đá 5 người. Rồi nhìn thấy được luôn nhưng không có bóp cổ ở đây. Không cần bóp cổ khi đây sẽ là một tình huống mà chở Tiny xuống cột bột cực kỳ đơn giản để từ phía team Spirit. Và họ đang dẫn trước với tỷ số là 7-3. Vâng, con Merlini 1080 hay 1800 gì đó, gọi ngay cho Merlini đi. Ở đây thì sao, mình stun được vào Iceberg, ăn được trụ rồi. Vega vẫn đang cố gắng phát huy cả chiến thuật Deadbone của mình.
Rồi ở đây thì bớ được vào siêu mạng. Ôi, một đấm cuối cùng thôi mà lại khó khăn đến thế hay sao? Vẫn có Earn of Shadow, khả năng cao là siêu ma nằm xuống. Siêu ma đã chết nhưng tốn mất một tràng Earn, tốn mất hơi nhiều thời gian. Tính đa không thực sự quá chuẩn đến từ Iceberg. Cái thương đấm cuối cùng của anh ta chưa đến nơi. Radiant's bottom tower is under attack. Dire's top tower is under attack. Ở đây FNG có một cái vị trí khá là kín. Liệu có bóp cổ ai để có thể combo với Tiny hay không? IO Tiny thì vẫn đang đi cùng nhau, vẫn đang chờ một tiếng bóp cổ. Trình thì minimap hai con vẫn đang bám nhau. Ông bên này mà Finn script được một con chắc chắn sẽ là chở con Tiny xuống và combo. Vẫn phải chờ xem. Vega bây giờ họ mặc dù đánh chậm lại nhưng mà cái khả năng farm của các con hero của họ thực sự là vẫn không bị giảm. Cái con những con hero như kiểu là Drow Ranger hay OD là những con hero mà nó farm rất là tốt. OD có skill spam liên tục, farm liên tục. Thậm chí bây giờ có Hermidas vào thôi xong max rồi. Thậm chí còn không cần đến cả sự xuất hiện đến từ IO Tiny. Lên thế này chỉ là để hit tiền thôi. Lên thế này đúng là kiểu để hit tiền. Ôi Van Skull đá bi thế nào mà lại còn last hit được mạng của cái con kiến này thơm thế. Vâng đẩy Silent ra để làm gì? Vâng đẩy sang lần trượt rồi. Vesco anh ta về được đẩy tham minh rất chán đến từ Nitera. Tham minh hơi fail. Thì Mark có gì rồi, lên cho mình một cái bottle. Weaver có cái cách lên đồ hơi dị, bottle là đúng của anh ta luôn, không phải là mượn của ai cả. Iceberg mừng sẽ là Echo Saber. Đánh theo đúng cái kiểu Tiny lao thẳng vào dồn đam. Không phải là kiểu gậy xanh sớm. Gậy xanh sớm là kiểu Tiny của Loda, của Alliance cơ. BGG bây giờ cũng đang bắt đầu farm bứt tốc rồi. 6k7 network chỉ còn kém con Ranger 400 tiền thôi. Ranger có Dragonlance, một cái Helm Dominator. Còn rất nhiều stack được dành cho bên phía team Spirit. Một cái stack, wow, stack Ancient rất to. Vâng, Aegis of Immortal hết hạn sử dụng. Vâng, liên tục đá bi vào mấy con Ancient này. Vâng, nối dây liên tục. Đá bi liên tục. Farm xong cái stack này thì lượng tiền nó cũng phải lên đến tầm 300, hơn 300. Nhiều stack quá. Mỗi con to này là đã 100 tiền rồi. Nó sẽ khoảng tầm 400 ấy chứ. Tôi nhìn thấy khoảng tầm 3-4 stack ở đây. Rất nhiều tiền. Một phát anh ta lên top network luôn. Đồng đội thì nhận được rất nhiều XP. Phân chia cái cách farm cũng như là tài nguyên rất là tốt đến từ bên phía team Spirit. Bây giờ thì Vega đang có một tình huống mà họ muốn push trụ top. Họ đã sử dụng ulti của Dazzle lên 4 thành viên rồi, 5 thành viên rồi. Liệu có đánh nhau ở trên này hay không? Còn Soneko, anh ta bị burst down vào, rất khó chịu. Fox Star Soneko ra ngoài. Có điều kết nhưng Silent được hai người khá hay. Soneko sẽ là người nằm xuống trước. Vâng, Iceberg anh ta di chuyển lên. Đổ đá được ai hay không? Vẫn không đổ đá được ai. Ném bên lên, ném bên lên. Cần có một tướng có sai để có thể ném con bên lên. Đập smoke chạy nhanh hơn. Nhưng tại sao Iceberg anh ta lại dừng lại? Nhìn thấy được Nitera rồi. Ném bên lên nhưng Nitera bây giờ có Senshi được cắm ra sẽ là... Ơi! Bóp cổ đâu? Không, không phải bóp cổ. Không cần bóp cổ. Một tình huống mà Nitera dừng lại như thế chính ra lại là hay. Không cần phải bóp cổ thì Nitera vẫn chết. Vâng, lại có pause đến bên phía của team Spirit. Vâng, họ đã pause 2 lần rồi.
Rồi xong Drow Ranger anh ta resume game, nhưng mà ngay lập tức là team Spirit cũng đã ăn được một cái trụ. Về cái lượng trụ thì cả hai team giờ gần như là đang hòa nhau. Van score không hề có Scepter hay bất kỳ một cái gì đó để có thể chống được đam vật lý ở đây cả. Anh ta cố gắng bật cho mình over charge lên để có thể block cái lượng đam và thành công bắt cho Mark phải TP về. Suýt nữa thôi thì chết. Nó sẽ là một cái glimmer cape dành cho IO. G ở đây vẫn đang tìm kiếm một ai đó, không phải tìm kiếm ai đó mà anh ta cố gắng chạy. Anh ta biết được là đang có người săn tìm mình bằng rất thính. Đúng là có người săn tìm thật, không những một mà đó là hai. Rồi BGG ở đây sẽ lên cho mình một cái Hurricane Pie. Vậy thì ok, mang cái Dragonland ra rồi. Tôi trưởng chưa có Dragonland mà lại lên Foxstaff trước, nghe hơi buồn cười. Nếu mà gặp Clockwork thì đánh như thế cũng được, nhưng mà trận đấu này thì chẳng có việc gì phải đánh thế cả. Cứ từ tốn thôi, farm thôi, cả hai team bắt đầu farm rồi. Nếu chênh lệch bây giờ nghiêng về team Spirit một chút với khoảng tầm 3.000. Không có cái sự chênh lệch nào nó đang trở nên quá lớn. Level thì cũng vậy. À không, level thì bên phía team Spirit hơn tương đối. Các co thôi, các co cân bằng nhau thôi. Chỉ còn support thì có vẻ hơi thọt. Đấy, support đây level 10, đây level 7. Level 9. Đây cũng level 9 đúng không? Con bên này nó đã hơn con Ogmerchai đến 3 level rồi, gần 4 level rồi. Đang có móc sau ở đây, bóp một phát vào mồm của G hay không? Không cần bóp cổ G. Ui dồi ôi, tính toán disable là quá hay. Đến từ bên phía team Spirit, game đấu này họ thắng thì tôi cũng thấy không có gì là bất ngờ. Tỷ số sẽ là 2-1. Không biết game team nào 2 thôi. Vâng, dưới này thì Van Score sẽ chết, nhưng Iceberg liệu có chết hay không? Đã có một tình huống rình mò trước. Vâng, Iceberg anh ta bị cancel blink. Liệu anh ta có chết? Anh ta chạy khá nhanh. Vâng, những Uber xuống rồi, quay ngược trở lại đánh nhau luôn. Việc gì phải sợ, không có đẩy Silent ra. Iceberg chưa chết, Mecha đã mở lên. Team Spirit họ bây giờ cử backup xuống và sốt hết cô phải nằm xuống. Trời ơi, đúng là kiểu đánh theo kiểu là bên hàng gọi đồng đội backup. Tiếp tục là FNG từ đâu đến. Vâng, từ trên trời rơi xuống. Thật lòng anh xin cảm ơn Senchi rồi. Đợi con sói này xuống có thêm tí đam. Bắn nào, một beam vào mồm. Ăn não nào, không cần ăn não luôn. 15-4 này bên phía team Spirit. Và bây giờ thì các thành viên bên phía team Spirit họ lên thẳng high ground mà còn không cần đến cả Aegis of Immortal. Tôi đã có thấy có một cái điểm rồi. Tôi thấy có một cái điểm rồi. Cái điểm đó chính là khi mà trận đấu chưa kết thúc. Ôi trời ơi, một đường cơ bản vào mồm của Suneco. Béo ung ục cũng vẫn phải nằm xuống. Đã có một con béo trên bản đồ rồi, nhưng đây có một con nó gọi là đô hơn, béo hơn. Một cái phủ vào đầu. Bye bye, một lên của bên phía team Vega đã mất. Không hiểu là họ sẽ đánh như thế nào sau tình huống này, khi mà network nó sẽ càng ngày càng mà không dám bơi vào sâu. Iceberg anh ta đã có cho mình một Shadow Blade rồi. Liên tục di chuyển với Shadow Blade, rất nhiều tàng hình ở đây, nhưng mà ở đây đang có Senchi. Nhưng mà Iceberg lại không nhìn thấy Dithyra. Đi này hơi sâu quá, đi thế này hơi sâu quá, không nhìn thấy ai rồi. Anh ta muốn dình con gà, anh ta muốn dình con gà này, có dình được không? Bằng một đấm con gà nằm xuống, gà này không mang đồ. Bây giờ thì cái vị trí của Iceberg là khá xa so với Roshan Pit. Anh ta cần phải di chuyển ra sớm, anh ta cần phải di chuyển ra nhanh. Đồng đội rất cần cái sự xuất hiện của con Tiny này. Có Tether và Manticat để làm gì đây? Một Tether thôi là phải lùi về rất sâu. Suneco bị burst down vào. Vâng, Venscore lên cả Blink. Suneco được bút bất tử. Suneco sẽ là người đầu tiên nằm xuống ở đây. Suneco sẽ chết.
Và ở đây thì Eclipse đã được mở ra rồi, nhưng úp khá hay. Dizirai ta bị trói và đẩy Silent được thì sao? Bây giờ Bất Tử lấy đâu ra nữa khi mà anh ta bị đón đầu, đi trước đón đầu đến từ Iceberg, xuống công nghệ hàng đầu luôn. Thôi sao, Sioma cũng sẽ chết đây. Một top, một đổ đá hai mạng, quá đơn giản trong Tiny này. Roshan quá đơn giản. Vâng, sẽ là một đều, sẽ là một đều dành cho cả hai team. Vâng, Iceberg là người được cầm Aegis of Immortal chứ không phải là BGG. Bên phía team Spirit họ sẽ tiếp tục push lên, lên đến trụ thứ hai đối phương rồi, sẽ là trụ ba và một lên nữa ở khu mid lên, không cần phải phá giếng luôn, không quan tâm đến những cái tiểu tiết. Đi thẳng lên xem à, hay là vẫn phải phá giếng. Ô, đàn ông lên tí bạn ơi. Ok, xong một cái giếng đã sập. Ơi đi chia ra, thôi xong, ở đây có Senchi mà. Đi chia ra, một đấm đi chia ra nằm xuống, lượng đam đến từ Iceberg là quá lớn thời điểm này, thậm chí anh ta có cả cho mình một cái Eco Saver. Trời ơi, Sioma tự bốt tử mình luôn. Sirico nghĩ mai không biết nên stun này, nghĩ mai đến giờ không biết nên stun này, vẫn chết. Vâng, di chuyển ra ném Sirico ra ngoài, Barak ra đi chia ra. Sirico vẫn đang bị dồn lam, mắc anh ta Suzuki, Suzuki để có thể bơi ra và muốn hướng đến Vasco, nhưng bị bóp cổ rồi. Mark sẽ chết, MG bị bắn vào, nhưng Mark là người chết trước MG. G anh ta rất cố gắng để cứu đồng đội mình nhưng anh ta không thể thành công. Tiếp tục Sirico đai bách, và đó là G và Play ở phút thứ 24 dành cho bên phía team Spirit. Chúng ta có tỷ số đó là 24-5. Ultra kill và Godlike dành cho BGG. Xong, Vega vẫn không tỉnh táo, họ vẫn có một cái gì đấy hơi khớp. Game đấu thứ nhất họ phải chầy chật mãi mới ăn được. Game đấu thứ hai lại thua quá nhanh.